Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 14 tháng 7, năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu bài viết về tệ nạn sát hại các trẻ em da trắng Albania bên Phi Châu. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm qua dạy chúng ta rằng chúng ta cần trở nên bé nhỏ đơn sơ theo tinh thần phúc âm để cảm mến và sống mầu nhiệm Thiên Chúa, vì đức tin là một hồng ân cần được khiêm tốn đón nhận hơn là kết quả của cuộc sống sưu tầm trí thức. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthew hôm nay tiếp tục khẳng định chân lý ấy với lời mời gọi đầy khích lệ của Chúa Giêsu với những ai mở lòng đón nhận lời của Người: "Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của tôi thì êm ái, và gánh của tôi thì nhẹ nhàng." Đây quả là lời mời gọi tha thiết hơn dành cho tất cả những ai đơn sơ, khiêm tốn và sẵn sàng để cho Chúa dạy bảo, hướng dẫn, để có thể sống trong yêu thương, tự do khỏi những gánh nặng của cuộc đời, nhất là khỏi những gánh nặng của luật lệ, vụ hình thức từ những người biệt phái, thông luật giả hình xưa kia. Ách hay gánh mà Chúa Giêsu dùng ở đây, một kiểu nói bóng mà các thầy Rabbi xưa kia quen dùng, chính là đạo lý tin mừng. Có thể nói, đạo lý này được tổng hợp qua ba điểm. Tin nghĩa là thụ giáo với Chúa và trở thành môn đệ. Kế đến là khiêm nhường, nghĩa là thái độ đối với Thiên Chúa. Và sau cùng là hiền lành, nghĩa là thái độ đối với tha nhân như Chúa Giêsu. Như vậy, mang hay nhận lấy ách và gánh của Chúa Giêsu là bước theo Chúa Giêsu, sống như Chúa Giêsu. Nhờ Chúa Giêsu và với Người, sống hoàn toàn theo ý Cha vì yêu mến, đồng thời vì vâng ý Cha mà hy sinh cho tha nhân đến chết trên thập giá. Chắc chắn trên hành trình bước theo Chúa Giêsu nói trên, người đồ đệ Chúa không lẻ loi, không ỷ vào sức mình, nhưng có Chúa Thánh Thần ngự trong họ, giúp họ hướng về Thiên Chúa mà họ gọi là Cha. Sống theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, người tín hữu sẽ cảm nghiệm được đời sống đức tin với tất cả những hệ luận của nó,
nên sẽ không còn là gánh nặng nữa, nhưng là niềm vui, sự ủi an và niềm tín thác. Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống đầy những vất vả lo toan sự đời, xin tiếp tục nâng đỡ và giúp sức cho chúng con biết kiên trì và vững tin vào Chúa, tin rằng chúng con luôn có Chúa đồng hành và nâng đỡ. Có Chúa, gánh nặng cuộc đời sẽ đổi thành vui tươi nhẹ nhàng. Amen. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu con? Dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới, hỏi chốn lưu đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, đức tin sinh hoa trái qua các công việc lành. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với các tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa mùng 10 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, như được kể trong chương 10 phúc âm Thánh Luca. Ngài nói, trong trình thuật đơn sơ và kích thích của nó, dụ ngôn chỉ cho thấy một kiểu sống, mà trọng tâm không phải là chính chúng ta, mà là các người khác, với các khó khăn của họ, mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Và họ gọi hỏi chúng ta. Những người khác gọi hỏi chúng ta, và khi họ không gọi hỏi chúng ta, thì có cái gì đó không ổn. Có cái gì đó không là Kitô trong con tim ấy. Vào cuối dụ ngôn, Chúa Giêsu kết luận. Ông hãy đi, và làm như vậy. Thật là bài học đẹp. Và Chúa Giêsu lặp lại với từng người trong chúng ta. Con hãy đi, và cũng hãy làm như vậy. Làm các việc lành, chứ không chỉ nói các lời bay trong gió mà thôi. Đức Thánh Cha khẳng định, chính qua các việc lành, chúng ta làm cho người thân cận với tình yêu thương và niềm vui, mà đức tin của chúng ta nảy mầm và sinh hoa trái. Chúng ta hãy tự hỏi, đức tin của chúng ta có phong phú không? Đức tin của chúng ta có sản xuất các việc tốt lành không? Hay nó cằn cỗi, và vì thế chết hơn là sống? Tôi có tới gần không, hay chỉ đi qua bên cạnh? Tôi có thuộc số những người tuyển lựa người ta theo sở thích riêng không? Thật là tốt đặt ra các câu hỏi này cho chính chúng ta, và đặt ra thường xuyên, bởi vì sau cùng chúng ta sẽ bị phán xử dựa trên các công việc của lòng thương xót. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ nhiệm của cha Federico Lombardi,
và bổ nhiệm hai giáo dân làm giám đốc và phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh. Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận cha Federico Lombardi sau 10 năm đảm nhận chức vụ giám đốc phòng báo chí tòa thánh, được từ nhiệm cương vị này. 10 năm trước, vào tháng 7 năm 2006, cha Lombardi đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm giám đốc phòng báo chí tòa thánh. Được biết lúc đó, ngài đang là tổng giám đốc trung tâm truyền hình Vatican, kiêm tổng giám đốc Radio Vatican. Cha Lombardi sinh năm 1942. Ngài vào nhà tập dòng tên tỉnh dòng Torino ở Avigliana năm 1960, đồng thời học triết học và thần học tại phân khoa Đại học Aloysianum của dòng tên ở Gallarate. Sau khi đầu cử nhân triết học, cha học thêm cao học toán. Năm 1972, cha thụ phong linh mục thuộc dòng tên, sau đó làm việc trong ban biên tập, rồi làm tổng biên tập và làm giám đốc tạp chí Civita Cattolica uy tín của dòng tên. Cha làm bề trên tỉnh dòng Ý từ năm 1984 đến năm 1990. Sau đó làm giám đốc chương trình đài Radio Vatican từ năm 1991 đến năm 2005 và làm tổng giám đốc từ năm 2005 đến tháng 2 vừa qua. Chuyến công cán cuối cùng của cha trước khi rời khỏi chức vụ giám đốc phòng báo chí tòa thánh là tháp tùng Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến tông du Ba Lan, chủ tọa Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Krakow, từ ngày 27 đến 31 tháng 7 tới đây. Cũng tin từ Vatican cho biết, sau khi chấp thuận cha Federico Lombardi được từ nhiệm chức vụ giám đốc phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm hai giáo dân vào vị trí đứng đầu cơ quan này, đó là ông Craig Burke, Hoa Kỳ, làm giám đốc, và bà Paloma Garcia Ovejero, Tây Ban Nha, làm phó giám đốc. Ông Craig Burke, tân giám đốc phòng báo chí tòa thánh, hiện là phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, sẽ đảm nhiệm công việc giám đốc của cha Lombardi từ ngày mùng 1 tháng 8 sắp tới. Ông là hội viên Opus Dei, thuộc bậc hội viên dấn thân, nghĩa là giáo dân tự nguyện sống độc thân, đảm nhận những hoạt động tông đồ của Opus Dei. Tân giám đốc Craig Burke là một nhà báo, năm nay 56 tuổi, sinh quán tại St. Louis, bang Missouri, Hoa Kỳ, đã từng làm cố vấn về truyền thông của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh từ năm 2012 đến năm 2015. Trước đó, ông đã từng làm thông tín viên của tạp chí Time Magazine và hãng tin Fox News tại Roma và Vatican trong hơn 10 năm. Ông cũng đã từng làm việc cho các hãng tin United Press International của Chicago, Hoa Kỳ, Reuters của Anh và tuần báo Time. Ngoài tiếng Anh, vị tân phát ngôn viên tòa thánh còn thông thạo các tiếng Ý, Pháp, Tây Ban Nha. Lần đầu tiên trong lịch sử, tòa thánh bổ nhiệm một phụ nữ làm phó giám đốc, nhân vật số 2 của phòng báo chí tòa thánh. Đó là bà Paloma Garcia Ovejero, một phóng viên người Tây Ban Nha. Bà Paloma Garcia Ovejero, tân phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, năm nay 40 tuổi, sinh quán tại Madrid, Tây Ban Nha. Bà Ovejero từng là thông tín viên của nhiều cơ quan báo chí Tây Ban Nha tại Italia và Vatican. Bà Ovejero từng làm tổng biên tập hệ thống đài phát thanh COP của Tây Ban Nha từ năm 1998. Bà biết nhiều ngoại ngữ như Anh, Ý và Hoa. Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp bà vào buổi sáng ngày 11 tháng 7 trước khi chính thức công bố việc bổ nhiệm bà. Trả lời phỏng vấn của Radio Vatican, ông Craig Burke nói, ông rất xúc động và cho rằng việc bổ nhiệm hai nhân sự này, một người nói tiếng Anh và một người nói tiếng Tây Ban Nha, cho thấy Đức Thánh Cha chú trọng đến tính quốc tế của giáo hội công giáo. Ông nói thêm, trong thế giới ngày nay, rõ ràng tiếng Tây Ban Nha rất quan trọng
đối với giới Công giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu chầu mình Thánh Chúa mỗi ngày. Trong một video gửi cho Đại hội Thánh thể sắp diễn ra tại Genoa, Italia, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích tất cả mọi người chầu Thánh thể mỗi ngày nếu có thể. Trong video gửi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý là Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Đức Thánh Cha nói: "Nhân ngày hồng phúc được ban tặng cho chúng ta, tôi khuyến khích tất cả các tín hữu hãy luôn luôn tôn vinh Thánh thể." Trích dẫn các tài liệu của Thánh Công đồng Vatican II, Đức Thánh Cha gọi Thánh thể là một bí tích của tình yêu, một dấu chỉ của sự đoàn kết, một mối dây bác ái. Và Ngài mời gọi các tín hữu, hãy để cho mình được nuôi dưỡng bởi Thánh thể, để được kết hiệp huynh đệ với nhau, và hợp tác trong việc xây dựng giáo hội và thế giới tốt hơn. Hơn nữa, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn khuyến khích tất cả mọi người kính viếng Thánh thể hàng ngày nếu được, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn của cuộc sống. Bí tích của tình yêu vô biên của Chúa Kitô và lòng thương xót của Ngài được bảo quản trong các nhà thờ của chúng ta và thường bị bỏ rơi. Hãy đến để thân thưa với Ngài, để lắng nghe Ngài trong im lặng và để yên bình phó thác chính mình cho Ngài. Đại hội Thánh thể sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 9 tại thành phố Genoa, Bắc Italia. Tin Jerusalem. Đức Thượng Phụ Becerra Boutros Ghai nói rằng, không nên khích lệ các tín hữu Kitô bỏ vùng Trung Đông. Trong một cuộc nói chuyện gần đây, tại một giáo xứ ở Cincinnati, Hoa Kỳ, Đức Thượng Phụ Becerra Boutros Ghai của Công giáo Nghi lễ Maronite đã trình bày về tình trạng hiện nay và triển vọng tương lai của các Kitô hữu tại Trung Đông. Các cuộc xung đột Israel-Palestine là nguồn gốc của các vấn đề Trung Đông. Đức Thượng Phụ Ray, năm nay 76 tuổi, là người đã lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông Phương tại Liban kể từ năm 2011, đã đưa ra nhận xét trên. Đức Thượng Phụ cũng nói thêm rằng, các tôn giáo phải được tách biệt khỏi nhà nước, cả Do Thái giáo lẫn Hồi giáo. Đó là một trong những điều kiện cơ bản cho một giải pháp chính trị lâu dài cho khu vực. Liban, một quốc gia với 4 triệu dân, giờ đây đang phải đón tiếp 1.5 triệu người tị nạn Syria và 500.000 người tị nạn Palestine. Dịp này Đức Hồng Y Thượng Phụ cũng lên tiếng kêu gọi các quốc gia Hồi giáo và các nhà lãnh đạo tôn giáo phải mạnh mẽ tố cáo quân khủng bố Hồi giáo ISIS và cộng đồng quốc tế phải chấm dứt việc buôn bán vũ khí cho các nhóm khủng bố. Thay vì khuyến khích các Kitô hữu rời khỏi Trung Đông, họ cần phải giúp đỡ các tín hữu Kitô được ở lại trong nước của mình. Họ cần phải ngưng ngay việc cung cấp vũ khí cho bọn khủng bố Hồi giáo ISIS và các thứ khủng bố khác trên thế giới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công danh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 25 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Malawi đã báo động tệ nạn trẻ em da trắng Albini bên Phi Châu bị sát hại để cung cấp xương và các phần thân thể cho các tay phù thủy ma thuật. Lý do vì những người này và nhiều người dân Phi Châu tin rằng các xương và các phần thân thể ấy của các em có các khả năng ma thuật. Linh mục Martin Chiwanja, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Malawi, đã cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo biết như trên.
qua bản tin gửi đi từ Malawi. Albini là những người phi châu, vì hệ di truyền thay đổi, nên sinh ra có làn da trắng. Nó là một loại bệnh khiến cho 1/20.000 người trên thế giới mắc phải. Bệnh này thường xuyên xảy ra trong các nước vùng Nam sa mạc Sahara. Và cứ 1/1.400 người dân Tanzania bị mắc bệnh này. Tuy nhiên, nhiều người dân Phi Châu vì thiếu hiểu biết, nên cho rằng sự hiện diện của người Albini là một chúc dữ cho gia đình và bộ tộc. Vì thế, người Albini bị khước từ, xua đuổi hay bị giết chết để diệt trừ, xua đuổi sự chúc dữ đó. Hay ngược lại, họ được coi như những người có quyền lực, có thể được sử dụng trong các lễ nghi ma thuật bùa chú. Do đó, họ bị bắt cóc, sát hại, xương và các phần thân thể của họ được bán với giá rất mắc cho các tay phù thủy ma thuật. Theo cha Siwanya, để giải quyết tệ nạn này, phải có sự phối hợp hoạt động giữa cảnh sát, các thẩm phán, giới lãnh đạo tôn giáo và hàng lãnh đạo truyền thông, tức là các tộc trưởng và kỳ mục trong dân, cũng như các thành viên dân sự. Cảnh sát và giới thẩm phán phải nhận được các thông tin chuyên biệt để có thể hướng dẫn các cuộc điều tra và mạnh mẽ đưa các thủ phạm ra tòa. Giới lãnh đạo truyền thông, cũng như tôn giáo và xã hội dân sự, phải góp phần gây ý thức cho dân chúng liên quan tới tệ nạn giết các trẻ em da trắng Albini, biết tôn trọng phẩm giá của các em và thừa nhận các em như các bản vị con người. Cha Siwanya cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng tác với các quốc gia khác đang phải đương đầu với cùng tệ nạn sát hại các trẻ em da trắng Albini bên Phi Châu, chẳng hạn bên Gabon. Theo Hiệp hội chống các tội phạm sát hại trẻ em cho các lễ nghi phù phép, hàng năm tại Gabon có từ 30 tới 60 vụ sát hại các trẻ em Albini để lấy cơ phận dùng cho các lễ nghi phù thủy. Chính vì thế, nhân dịp lễ các thánh anh hài tử đạo, Giáo hội Gabon đã cử hành ngày toàn quốc cầu nguyện cho các nạn nhân của nạn tội phạm lễ nghi. Với thời gian qua đi, cuộc chiến chống nạn sát hại trẻ em Albini để lấy các cơ phận dùng cho các lễ nghi phù phép đã mang chiều kích đại kết với nhiều sáng kiến nhằm gây ý thức cho dân chúng liên quan tới vấn đề này, do các giáo hội Kitô khác nhau đề xướng. Ngoài ra, còn có một dự án duyệt xét bộ luật hình sự để các tội phạm này có thể được đối phó bởi các cơ quan luật pháp. Mới đây, cảnh sát Malawi đã cộng tác với cảnh sát Mozambique bắt giữ hai người bị tố cáo là đã giết một thiếu niên Albini để dùng các xương cho các lễ nghi ma thuật. Nước Tanzania cũng bắt đầu một chương trình nhắm nhổ tận gốc rễ các hoạt động tội phạm này. Chúng dựa trên các quan niệm mê tín dị đoan, và Tổng thống Malawi, ông Peter Mutharika, đã loan báo sẽ gửi một phái đoàn chính phủ sang Malawi để học cách thức đương đầu với vấn đề. Chính quyền Malawi đã ra lệnh cho các lực lượng cảnh sát và quân đội bảo vệ và che chở các người da trắng Albini trong nỗ lực chặn đứng thị trường tàn bạo, buôn bán các phần thân thể của họ, được dùng cho các lễ nghi phù phép ma thuật. Cảnh sát Malawi đã nhận được lệnh đàn áp bất cứ hình thức buôn bán nào liên quan tới các phần thân thể của người Albini. Và chính quyền đã ra lệnh bắn tất cả những ai tìm bắt và tấn công các người Albini. Lệnh này do ông Lexen Kerkema, Tổng Thanh tra Cảnh sát ban hành. Ông khuyến khích mọi nhân viên cảnh sát bắn mọi kẻ tội phạm bắt cóc người Albini. Ông nói, chúng ta không thể đứng im nhìn khi các người bạn Albini của chúng ta bị giết như súc vật mỗi ngày. Chúng tôi nhận thấy các kẻ tội phạm này tàn bạo không thương xót, và chính vì thế, họ phải bị đối xử không thương xót. Bên Tanzania, Thủ tướng Mizingo Pinda cũng đã có lập trường tương tự. Hồi năm 2009, ông đã khích lệ người dân toàn nước, giết bất cứ ai bị tìm thấy có các phần thân thể hay cơ phận của người Albini. Giữa tháng 10 và tháng 12 năm 2015, đã có 4 người Albini bị sát hại. Hồi trung tuần tháng 2, người ta đã tìm thấy thân thể của một em bé 1 tuổi tên là Johanna Bahati, mất chân tay. Em đã bị bắt cóc trước đó
và đã có hai người bị bắt liên quan tới vụ sát hại này. Từ năm 2000 tới nay, ít nhất đã có 74 trẻ em Albini bị giết tại Tanzania trong các làng quê, nơi người ta dễ tin rằng các phần thân thể của trẻ em Albini được dùng để chế các liều thuốc phù phép ma thuật. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết nói về tệ nạn sát hại các trẻ em da trắng Albini bên Phi Châu. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề có bao nhiêu ơn Chúa Thánh Thần. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về bảy ơn Chúa Thánh Thần theo dòng lịch sử giáo hội cũng như trong Kinh Thánh. Hôm nay có người lại đặt ra câu hỏi, bảy ân huệ của Chúa Thánh Thần có ích lợi gì cho đời sống đạo không? Quý vị và các bạn thân mến, thưa có chứ. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1831 viết rằng: các ơn này bổ túc và hoàn thiện những nhân đức nơi những người lãnh nhận, giúp cho người tín hữu dễ dàng và mau mắn tuân theo các điều Thiên Chúa soi sáng. Thực ra, sách Giáo lý Công giáo chỉ nói cách tổng quát vậy thôi, chứ không đi sâu vào chi tiết về bản chất của mỗi ân huệ. Thần học cổ điển đã xếp đặt các ân huệ cách hệ thống từ trên xuống dưới và giải thích vai trò mỗi ân huệ như thế này. Đứng đầu là ơn khôn ngoan, hay cũng dịch là ơn cao minh, giúp chúng ta gắn bó với Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc chân thật. Thứ hai là ơn thâm hiểu, hay cũng dịch là ơn hiểu biết, ban cho ta sự hiểu biết sâu sắc các chân lý đức tin. Thứ ba là ơn minh luận, hay cũng dịch là ơn thông minh, giúp ta phán đoán giá trị của các thủ tạo theo ánh sáng đức tin. Thứ bốn là ơn chỉ giáo, hay là ơn biết lo liệu, ban cho ta biết chọn lựa con đường nào ý Chúa hơn cả, và ngoan ngoãn để cho Chúa hướng dẫn. Bốn ân huệ này thuộc về trí tuệ, ba ân huệ còn lại thuộc về ý chí. Đó là thứ năm, ơn sùng hiếu, hay hiếu thảo, đạo đức, ban cho ta tôn thờ Thiên Chúa với tinh thần con thảo, và liên hệ với mọi người như con cái cùng cha. Thứ sáu là ơn dũng cảm, hay mạnh bạo, giúp ta vượt thắng mọi khó khăn, hoặc chịu đựng đau khổ nhờ sức mạnh Chúa ban. Thứ bảy là ơn kính sợ, giúp ta tránh tội và loại bỏ sự quyến luyến của cải trần gian khi nó làm mất lòng tôn kính mến yêu Chúa. Đó là giải thích bản chất của từng ân huệ. Còn khi bàn về vai trò của chúng, thì Thánh Thomas Aquino cho rằng, bình thường chúng ta thực hành điều tốt nhờ các nhân đức. Các ân huệ của Chúa Thánh Thần tăng cường sức lực để chúng ta thực hiện các nhân đức cách anh hùng. Điển hình như trường hợp mà giáo hội đòi hỏi nơi hồ sơ phong thánh. Dù sao, đây là lối giải thích của Thánh Thomas Aquino
về sự cần thiết của bảy ân huệ Chúa Thánh Thần. Trên thực tế, Chúa Thánh Thần ban các ân huệ cho tất cả mọi tín hữu, chứ không riêng gì cho các vị thánh. Duy có điều là các vị thánh ngoan ngoãn để cho Chúa Thánh Thần dẫn dắt, còn chúng ta thì làm ngơ giả điếc, không đếm xỉa đến tiếng thôi thúc của Chúa Thánh Thần tiến đến sự trọn lành. Đến đây, có người lại đặt ra câu hỏi, bảy ơn Chúa Thánh Thần có khác với các đặc sủng thánh linh không? Thưa, xét về từ ngữ thì không có gì khác. Ơn Chúa Thánh Thần và đặc sủng thánh linh đều là những ơn ban, hồng ân, tặng phẩm của ngôi ba Thiên Chúa. Nhưng xét về mục tiêu thì các nhà thần học Trung Cổ đã phân chia ra thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm bảy linh ân như vừa nói. Mục tiêu là giúp các tín hữu nên thánh. Nhóm thứ hai gồm những ân huệ mà Thánh Linh ban cho các tín hữu nhằm giúp ích cho cộng đoàn giáo hội. Đạo lý này dựa trên giáo huấn của Thánh Phaolô. Khi viết thư cho các cộng đoàn, Thánh Phaolô nhận thấy Thánh Linh đã ban cho các tín hữu rất nhiều ân huệ. Những ân huệ này mang tính cách đa dạng, không phải ai ai cũng lãnh được, nghĩa là người có người không. Và có người lãnh được ơn này, nhưng không nhận được ơn kia, nghĩa là không đồng đều. Không nói ai cũng đoán được. Chuyện ghen tương phân bì đương nhiên xảy ra. Kẻ không có thì ghen tị với kẻ có. Người có thì vênh váo tự phụ với người không có. Giữa hai người đều có, thì tranh chấp với nhau, xem ai trọng hơn ai. Trong bối cảnh đó, Thánh Phaolô đã giải thích về vai trò của các đặc sủng thế này. Chúa Thánh Thần không phân phát đồng đều các ân huệ cho mỗi người, bởi vì mục tiêu của chúng không phải để tôn vinh cá nhân, nhưng là để xây dựng cộng đoàn. Cộng đoàn được ví như một thân thể với nhiều bộ phận, cơ quan, chức năng khác nhau. Tất cả mọi bộ phận đều quan trọng cho mọi sự hoạt động của thân thể. Mắt cần đến chân tay, đầu cần đến trái tim, vân vân. Không có cơ quan nào có quyền lên mặt tự đắc, khinh chê các bộ phận khác, bởi vì nhiều khi chính những cơ quan bé nhỏ tế nhị nhất lại là cơ quan sinh tử. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, có bao nhiêu ơn Chúa Thánh Thần trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Tâm linh này lòng con luôn khao khát được tôn vinh Chúa, Vua chí cao toàn năng. Lạy Chúa, chúng con quỳ dưới nơi chương Ngài, dâng lên lòng biết ơn. Lạy Chúa đã được chúc tôn ca tụng, người khen đến muôn đời. Dù cho bao tố ập đến trong đời, lòng con vẫn không ngại gì, vì con luôn có Chúa ngày đêm canh giữ, che chở cho đời con. Ngài đến để mang lại nắng xuân tươi hoa, yên phai dịu uy an. Ngài dẫn đến nơi đồng cỏ xanh yên lành, để mẹ nước thanh bình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hôn nhân là trường dạy tha thứ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Trên một chuyến bay không còn một ghế trống. Một thương gia ngồi cạnh một người thanh niên. Khi cả hai cùng gài dây an toàn, người thương gia gợi chuyện. Anh đi công chuyện hay đi du lịch? Người thanh niên nhanh nhẩu trả lời. Tôi đi hưởng tuần trăng mật. Người thương gia thắc mắc. Anh đi hưởng tuần trăng mật ư? Thế vợ anh đâu? Người thanh niên cũng không biểu lộ một tiếc rẻ nào khi trả lời. Vợ tôi ngồi ở sau kia, cách đây vài dãy ghế. Chuyến bay đông nghẹt, chúng tôi không thể dàn xếp để ngồi chung với nhau được. Nghe thế, người thương gia sốt sắng đề nghị. Tôi sẽ rất sung sướng nếu được đổi chỗ để vợ anh được ngồi bên anh. Nhưng người thanh niên từ chối. Không sao đâu, tôi đã nói chuyện với vợ tôi suốt cả tuần lễ rồi. Một nhà nghiên cứu về cuộc sống hôn nhân đã đưa ra kết quả như sau. Tính trung bình, các đôi vợ chồng nói chuyện với nhau chỉ có 72 phút mỗi tuần. Và đa phần, họ nói chuyện với nhau nhiều nhất trong lần hẹn hò thứ ba và một năm trước khi ly dị. Một trong những thách đố lớn nhất trong đời sống đức tin của người tín hữu Kitô là ngày càng quên mình. Tự bản chất, con người có khuynh hướng quy ngã. Hồn phối Kitô trái lại mời gọi con người sống chia sẻ một cách triệt để. Ra khỏi bản thân để luôn biết quan tâm đến người khác, không phải là điều tự nhiên và dễ dàng. Đó là cả một nghệ thuật cần được học hỏi và trau dồi. Một người phối ngẫu tốt không hẳn là người không bao giờ nói những lời thô lỗ hay có những cử chỉ bạo động đối với người phối ngẫu của mình. Theo Kinh Thánh, đối nghịch với tình yêu không phải là hận thù mà là sự vô cảm. Không quan tâm đến người phối ngẫu là không còn yêu thương người đó nữa. Cư xử như thế là chối bỏ chính mục đích của hôn phối. Đàn ông thường dễ rơi vào khuynh hướng lạnh nhạt đối với vợ. Họ không lường được sự tổn thương mà thái độ thinh lặng có thể tạo nên. Đàn ông cũng xem sự độc lập như thể hiện của sức mạnh, của sự trưởng thành và nam tính. Thật ra, độc lập thường là một viên thuốc khó nuốt. Nó có thể là dấu chỉ của sự yếu đuối. Về mặt văn hóa, ý thức độc lập có thể được đề cao, nhưng nó không phải là một chân lý thánh kinh. Dĩ nhiên, nếu cần, chúng ta phải tỏ ra cứng rắn và can đảm để đứng vững một mình. Đây chính là thái độ của Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn. Không ai đã tỏ ra can đảm và độc lập bằng Ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa đơn độc và đứng kiêu hãnh một mình. Ngài là một Thiên Chúa luôn hạ cố để đến với con người. Nếu Chúa Giêsu có đứng một mình là chỉ để cho người khác được đến gần Thiên Chúa. Tựu trung, Ngài đứng một mình để quy tụ loài người. Hành động đơn độc của Ngài
nói lên tầm quan trọng của cộng đồng. Nếu chúng ta muốn được tái tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta cần phải được nhào nặn như thế nào để có thể hướng về người khác? Nhiều người đàn ông vẫn cho rằng chạy đến với người khác là một hành động hèn nhát, chứ không phải can đảm. Khi một người đàn ông không thể sống với một người đàn bà cùng tuổi với mình, ông sẽ ly dị bà và cưới một người khác trẻ hơn, để gọi là thể hiện nam tính và sức mạnh của mình. Khi một người đàn ông không tìm được nơi vợ hình ảnh của mẹ mình, ông sẽ lạnh nhạt với bà. Ngày nay cũng không thiếu những người đàn ông cư xử với vợ theo kiểu chồng chúa vợ tôi. Đó không phải là biểu hiện của nam tính và can đảm đích thực. Một Thiên Chúa hạ cố đến với con người cũng muốn cho hình ảnh ấy được thể hiện qua sự quan tâm mà con người dành cho người khác. Trong đời sống vợ chồng, để có thể ra khỏi bản thân và không ngừng quan tâm đến người phối ngẫu của mình, cần phải học cách không chạy trốn khỏi xung đột, cần phải học cách thỏa hiệp và nhất là cần phải học cách chấp nhận người khác. Nhân vô thập toàn, không ai trong chúng ta là những con người hoàn hảo. Nhưng chính thân phận bất toàn và tội lỗi ấy thường là mối xung đột giữa con người. Chính vì yếu hèn tội lỗi mà con người làm tổn thương nhau. Chính vì bất toàn mà con người có những cái nhìn khác nhau. Và chính vì vị kỷ mà con người khó nhận ra được quan điểm của người khác. Vấn đề là, tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi, bất toàn và vị kỷ. Đời sống vợ chồng là phòng thí nghiệm để chúng ta dễ dàng nhận ra những khuyết điểm ấy, và đồng thời là trường dạy chúng ta biết chấp nhận và tha thứ cho nhau. Tất cả những gì diễn ra trên quy mô xã hội cũng đều được phản chiếu trong đời sống vợ chồng. Bất đồng ý kiến, lời qua tiếng lại, xung đột quyền lợi, vân vân. Những gì xảy ra trong tương quan xã hội cũng đều được lặp lại trong phạm vi gia đình. Khi có sự bất đồng ý kiến, khuynh hướng tự nhiên là muốn trốn chạy. Thay vì can đảm đối đầu để vượt qua sự bất đồng, con người thường tìm một lối đi khác, một công việc khác, một quan hệ mới, một người bạn mới, và ngay cả một người phối ngẫu mới. Hôn nhân là định chế duy nhất, không ngừng mời gọi con người thắng vượt khuynh hướng trốn chạy ấy. Hôn nhân không ngừng nhắc lại những cam kết của con người trước mặt Chúa, để thúc đẩy họ tìm ra giải pháp khi gặp xung đột. Những con người trưởng thành luôn ý thức rằng, bất cứ một quan hệ nào cũng có xung đột. Một quan hệ không có xung đột là một quan hệ không quan trọng hoặc không mật thiết đủ để cho hai người cố gắng duy trì dù phải gặp thử thách. Xung đột là một xúc tác cần thiết cho sự trưởng thành của người tín hữu Kitô trong đời sống đức tin. Để giải quyết xung đột, con người cần phải dấn thân hơn. Chính khi chúng ta cố gắng giải thích để người khác hiểu chúng ta, là lúc chúng ta cũng phải cố gắng hiểu người khác. Chính khi chúng ta tìm cách bày tỏ nỗi đau của chúng ta, là lúc chúng ta cũng phải cố gắng để hiểu nỗi đau của người khác. Chính khi chúng ta muốn vạch ra những thiếu sót của người khác, là lúc chúng ta cũng cần phải nhìn lại những thiếu sót của mình. Không trốn chạy trước những xung đột. Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản trong đời sống vợ chồng. Chúng tôi sẽ trở lại với nguyên tắc này trong câu chuyện gia đình tuần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện. Dấu chân ngài lên khắp nơi, đi ngược xuôi mấy nẻo đường đời, trên vành nôi Bethlehem khó khăn, còn in dấu chân xưa nghèo hèn, và các bạn biển sóng Galilee còn chưa phai dấu chân đi miệt mài. Ôi biển đã đổi cạn về, còn in dấu chân máu hồng, ngàn năm vẫn tươi máu hồng, cõi đời bừng dấu chân. Cho đời con cùng Chúa bước trên đường quê hương, theo bước ngài cùng đi theo tình thương cõi đời. Có một đệ tử mong muốn tìm hiểu về Đức Phật, anh đến gặp một vị thầy và hỏi: Thưa Thầy, xin Thầy chỉ cho con biết Phật là gì? Vị Thầy trả lời, Phật là trí tuệ. Một ngày khác, có người cũng đến hỏi câu hỏi đó. Vị Thầy trả lời, không phải là trí tuệ, không phải là Đức Phật. Người đệ tử phản đối lại, hôm trước Thầy nói, Phật là trí tuệ, nhưng hôm nay Thầy lại nói khác. Vị thầy chậm rãi giải thích, câu nói đó là cách để dỗ cho em bé khỏi khóc. Khi em bé đã nín, thì tôi nói, không phải là trí tuệ, không phải là Đức Phật. Quý vị và các bạn thân mến, đức tin của chúng ta cũng là một tiến trình dài qua từng mặc khải của Thiên Chúa. Thuở xưa, Thiên Chúa cũng dùng các ngôn sứ nói cho dân Do Thái biết danh thánh của người. Thời Cựu Ước, Mô-sê là một ngôn sứ quan trọng, được tuyển chọn để làm chiếc cầu nối giữa dân với Thiên Chúa. Khi còn là một trẻ nhỏ, Mô-sê đã từng được cứu vớt từ dưới nước. Thì đến lượt ông cũng cứu dân Do Thái vượt qua biển đỏ để tiến về đất hứa. Một lần trên núi Thánh, Thiên Chúa cảnh báo cho Mô-sê biết tội lỗi của dân. Nếu không sám hối, họ sẽ bị tiêu diệt. Nghe vậy, Mô-sê đã kêu cầu Đức Chúa nguôi cơn giận. Và Chúa đã trao cho ông tấm bia đá có khắc 10 điều răn như một phương cách để dân giữ trọn lòng trung thành. Đức Chúa phán với ông Mô-sê, ngươi sẽ bảo con cái Israel như thế này. Các ngươi đừng tạc tượng thần bằng bạc mà đặt bên cạnh ta, và cũng đừng tượng tạc thần bằng vàng để thờ. Ngươi sẽ dựng cho ta một bàn thờ bằng đất. Trên đó, ngươi sẽ dâng lễ tế toàn thiêu, lễ kỳ an, dâng chiên cừu bò bê.
Ở bất cứ nơi nào ta tỏ danh ta cho ngươi ghi nhớ, ta sẽ đến với ngươi và chúc phúc cho ngươi. Qua dòng thời gian, Thiên Chúa luôn tỏ cho dân thấy tình thương của người, trải dài trên mọi biến cố thăng trầm của lịch sử Israel. Và đến thời Tân Ước, tình thương ấy được mặc khải trọn vẹn nơi con người Đức Giêsu. Con Thiên Chúa không đến trong dáng vẻ trịnh thượng như các kinh sư biệt phái, không khắt khe cứng nhắc như các luật sĩ. Người đến trong cung cách của người phục vụ khiêm tốn. Người sống hòa đồng để cảm thông với những ai đang mang gánh nặng của đau khổ, nghèo đói và bệnh tật. Đức Giêsu cho dân chúng thấy, người không phải là trí tuệ, không là luật lệ hay thần tượng, nhưng người là tình thương. Giáo lý của người không còn là mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng là lấy tình thương cảm hóa lòng người, lấy tha thứ mời gọi trở về. Trong xã hội văn minh hiện đại, mọi cái đều phải rõ ràng chính xác. Vì thế, người ta khó tiếp nhận những mặc khải của đức tin. Đức tin phải được chuyển hóa từ nỗi khát khao tìm kiếm và lắng nghe tiếng Chúa. Đôi lúc trong những buổi cầu kinh thánh lễ, chúng ta cảm thấy Thiên Chúa như một đấng uy quyền ở trên cao. Chỉ khi nào để cho tất cả mọi nỗi đam mê, tham lam, sân hận lắng xuống, ta mới thẩm thấu được tiếng thì thầm của con tim, mới chiêm nghiệm được lẽ yêu thương. Trong Tin Mừng, môn đệ Philippe từng nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, đấng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không, thì hãy tin vì công việc Thầy làm." Quý vị và các bạn thân mến, thắc mắc của Thánh Philippe cũng là thắc mắc của mọi người chúng ta. Chúa Cha luôn hiện hữu trong Đức Giêsu. Tình thương của Chúa Cha chan tưới trong mọi việc làm của Đức Giêsu. Người mù xem thấy, người què đi được, và người điếc được nghe tin mừng. Mỗi khi sống và làm việc với tất cả tình thương, là chúng ta được kết hợp với Đức Giêsu và được ở trong Thiên Chúa. Khi chưa yêu thương, chúng ta thích tìm những khái niệm, định nghĩa. Nhưng khi yêu thương thực sự, thì mọi khái niệm đều trở thành vô nghĩa. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là tấm gương trong suốt hữu hình phản chiếu gương mặt vô hình của Thiên Chúa Cha. Xin cho chúng con biết soi mình trong Chúa, để biết cách yêu thương cho trọn vẹn. Trước tình yêu thương của Chúa, xin cho chúng con xác tín rằng, tất cả mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống đều là những phúc lành, mọi tội lụy vấp váp, mọi cố gắng hy sinh đều là ân ban trong huyền nhiệm tình yêu. Xin Đức Giêsu Kitô đưa dẫn chúng con đến với Thiên Chúa Cha, là nguồn cội của tình yêu và lòng thương xót. Amen. Những con đường con chưa bước qua, xa ngàn xa thấy cả ngày ngần. Tiếng
tình yêu không vang tiếng ca, lòng nhân ái mưa phai nhạt nhòa, thuyền sang buồm theo Chúa đi xa khơi, mà tâm tư vẫn vương bao tình đời. Xin thánh giá ngàn năm xưa dìu con bước đi giữa đời, vượt qua khó khăn kiếp người, đến cùng nguồn cũng muôn đời. Xin cho đời con cùng Chúa bước trên đường quê hương, theo đường này cùng đi theo tình thương cõi đời, theo bước này cùng đi theo tình thương cõi đời. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.